Thưa quý vị, Bắc Bộ, Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm đến nay. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 23 tháng 5, nền nhiệt có thể lên tới 39-40 độ, một số nơi cao hơn. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ hiện nay. Theo ông Hưởng, do tác động của vùng hoàng lưu áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió vơn, từ ngày 16 tháng 5, ở vùng Sơn La, Hòa Bình, Đông Bang Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 17 tháng 5, đợt nắng nóng diện rộng này mở rộng ra toàn Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào Phú Yên và kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Riêng phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 19 tháng 5, nắng nóng tạm giảm nhưng chỉ một ngày sau, từ ngày 20, 21 và 22 nắng nóng sẽ trở lại đông bắc bộ và mở rộng ra toàn bắc bộ. đợt nắng nóng diện rộng này là đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm đến nay ở khu vực bắc bộ và các tỉnh miền trung nên nhiệt phổ biến từ 36 đến 38 độ. Khu vực vùng núi phía tây từ thanh hóa đến quảng ngãi chịu tác động của gió phơn mạnh thì nhiệt độ có thể lên đến 39-40 độ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 23, sau ngày 23 có khả năng kết thúc, ông Hưởng nhận định. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý thêm, đó là nhiệt độ trong các lều khí tượng so với nhiệt độ thực tế bên ngoài có thể trên lệch từ 2 đến 4 độ, tùy thuộc vào khu vực, nếu ở mặt bê tông hay đường nhựa thì nhiệt độ còn có thể cao hơn. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây lũ lớn ENSO hiện đang chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70 đến 80%. Trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều và gây gắt hơn, khả năng xuất hiện thêm nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn, cả về cường độ lẫn quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thông hụt lượng mưa. Lượng mưa có thể giảm nhưng có thể xuất hiện những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ. Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 11 tháng 5, đã có 11 trên 47 hồ thủy điện lớn có mực nước đã về mực nước chết hoặc gần mức chết, bao gồm Lai Châu, Trung Sơn, Đồng Nai 2, Buôn Tô Sra, Hương Sơn, Trị An, Ali Sông Ba Hạ, Sekaman 1, Dakoti, Xe San 4. Cảnh đó, có 21 trên 47 hồ thủy điện lớn có dung tích còn lại dưới 20%, 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa, trong khi đó, nắng nóng lại khiến người dân, doanh nghiệp có xu hướng tiêu dùng điện nước cao hơn. Các điều kiện trên dẫn đến tình hình cấp điện mùa nắng nóng sẽ rất khó khăn. Do vậy, giải pháp quan trọng lúc này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo công tác sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả nhất là vào các giờ cao điểm sử dụng điện. Trong tuần đầu tháng 5, nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đang cao hơn mức trung bình nhiều năm 0,4 độ C. Như vậy, với diễn biến này, chỉ cần tăng 0,1 độ nữa thì hiện tượng El Nino sẽ xảy ra tác động trực tiếp tới Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino xuất hiện với tần suất 3 đến 4 năm một lần với các diễn biến khí hậu thời gian qua, xác suất El Nino xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới là khoảng 70 đến 80%. Trong những năm El Nino tái xuất, khu vực Tây Thái Bình Dương mà Việt Nam nằm rìa phía Tây, bão áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta cũng ít hơn bình thường. Tuy nhiên, các đợt El mạnh lại có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi, giảm mưa ở hầu hết các vùng, nhưng lại làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam. Những ngày qua, nước ta đã ghi nhận kỷ lục nắng nóng vượt mốc lịch sử. Trong đó, ngày 6 tháng 5, trạm khí tượng hồi xuân, Thanh Hóa ghi nhận 44,1 độ C. Ngay sau đó, ngày 7 tháng 5, trạm tương dương, nghệ an ghi nhận 44,2 độ C cả hai đều vượt qua kỷ lục 43,4 độ vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Theo báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 8 tháng 5, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn và nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gây gắt hơn so với trung bình. Nắng nóng kỷ lục đang đi kèm theo với khô hạn theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hậu quả là dòng chảy trên các sông, suối, hồ chứa đều giảm từ 10 đến 30%. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, khô hạn gây gắt có thể xuất hiện trong thời gian tới. Cụ thể, với khu vực Bắc Bộ, trong tháng 5, nguồn nước đến các hồ chứa lớn và trên các sông suối thượng lưu hệ thống sông Hồng giảm hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 40%, dòng chảy đến các hồ chứa trên sông Đà, sông Gâm và sông chảy thiếu hụt từ 10 đến 30%, trên sông Thao và sông Lô thiếu hụt từ 20 đến 50%, may mắn là dòng chảy đến các hồ Hòa Bình lớn hơn trung bình nhiều năm do có các hồ chứa thượng nguồn cấp nước bổ sung. Với khu vực Bắc Trung Bộ Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện lớn trong khu vực ở mức thấp hơn từ 15 đến 35% so với trung bình nhiều năm. Do vậy, vào cao điểm mùa khô tới, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cao sẽ xảy ra hạn hán thiếu nước ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi kéo dài từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở khu vực Trung Trung Bộ. Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện lớn trong khu vực ở mức thấp hơn từ 15 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, từ tháng 6 đến tháng 8 tới, nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi và xâm nhập mặn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Khu vực Nam Trung Bộ, tổng lượng dòng chảy trên các sông thấp hơn 20 đến 50% so với trung bình nhiều năm nước về các hồ chứa thủy điện lớn trong khu vực ở mức thấp hơn trung bình từ 10 đến 40%. Do đó, từ tháng 6 đến tháng 8 tới, từ các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận sẽ có nguy cơ hạn hán thiếu nước ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi. Với khu vực Tây Nguyên, tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện lớn đang ở mức thấp hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ này, nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Côn Tum, Gia Lai, Đắk Nông. Từ tháng 5 đến tháng 7, tổng lượng dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 15 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Bộ, từ tháng 5 đến tháng 7, nước từ sông Mê Công về hạ lưu trong bàn sông Cửu Long có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, mực nước vẫn ở thấp hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách, ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện nay, mực nước tại các hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Một số hồ lớn chứa lượng nước dự trữ trong các hồ chứa thiếu hụt từ vài chục đến vài trăm triệu mét khối, cá biệt ở hồ Bản Vẽ, Nghệ An thiếu hụt tới 389 triệu mét khối. Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước, đồng thời khả năng cao ảnh hưởng của hiện tượng Enino xảy ra vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới, nhất là tại các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu. Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Trung Nam Bộ hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện cùng đó để nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt lắp đặt lắp đặt và vận hành trạm bơm giả chiến kéo dài đường ống dẫn nước để kết nối nguồn nước từ đô thị phục vụ cho nông thôn các tỉnh căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước điều chỉnh mùa vụ cơ cấu cây trồng phù hợp chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán chưa đảm bảo cấp nước sang cây trồng cạn không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán xâm nhập mặn ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước tập trung giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân công một lãnh đạo bộ trực tiếp theo dõi chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện các phương án phòng chống hạn hán xâm nhập mặn hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp tình hình hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở các địa phương chủ động phối hợp với các bộ ngành đề xuất thủ tướng xem xét hỗ trợ các địa phương nhất là ở các tỉnh khu vực trung bộ và tây nguyên với bộ tài nguyên và môi trường, thủ tướng yêu cầu tăng cường dự báo, cảnh báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp các thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất, phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát các phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân đồng thời đề xuất vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn gửi bộ tài nguyên và môi trường thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định nhằm khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước bộ y tế chủ động hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gây gắt kéo dài các bộ ngành khác chủ động chỉ đạo phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn theo chức năng quản lý nhà nước được phân công Đối mặt với thời tiết nắng nóng, nhiều nước trong khu vực châu Á đã đưa ra những biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ngày 3 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Lim Jin cho biết Malaysia sẽ không đóng cửa trường học nào do thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, bộ này yêu cầu tạm thời tạm ngưng tất cả các hoạt động ngoài trời. Bà cũng yêu cầu ban giám hiệu các trường học phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nắng nóng và theo dõi các điều kiện thời tiết hàng ngày. Bộ Giáo dục Malaysia cũng cho phép học sinh và giáo viên mặc quần áo thể thao đến trường trong bối cảnh nắng nóng kéo dài ở một số bang của Malaysia. Trước đó, Hiệp hội Người tiêu dùng Penang đã yêu cầu Bộ Giáo dục Malaysia đưa ra chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu học sinh mang chai nước đến trường để vượt qua đợt nắng nóng đang diễn ra. Trong khi đó, để giải quyết tình trạng thiếu nước, lực lượng không quân hoàng gia Malaysia đã hợp tác với cơ quan khí tượng của nước này để tạo mây trên bầu trời Penang. Phương pháp này được cho là có thể bổ sung nước cho các hồ đập khô cạn trong khu vực. Thái Lan đã giảm giá điện từ ngày 1 tháng 5. Ngày 25 tháng 4, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Anuja Bura Bura Pachasri cho biết, chính phủ nước này cũng đã thông qua các kế hoạch trợ cấp chi phí điện cho khoảng 23 triệu hộ gia đình trong tháng 4 tới. Kế hoạch này dự kiến tiêu tốn khoảng 11,1 tỷ baht, 32,5 triệu USD theo hãng tin Bloomberg. Hôm 22 tháng 4, nhà chức trách Thái Lan cũng đưa ra khuyến nghị người dân không nên ra ngoài do nắng nóng gây gắt. Vào tháng 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao để xem xét công tác chuẩn bị của chính phủ trong vài tháng tới, trước dự đoán nắng nóng sẽ diễn ra gây gắt cuộc họp yêu cầu bệnh viện và các cơ sở y tế tiến hành kiểm tra hỏa hoạn và thực hiện các cuộc diễn tập an toàn phòng cháy và chữa cháy ngoài ra thủ tướng Modi yêu cầu các kênh truyền thông thường xuyên đưa tin và giải thích rõ cho người dân về tình hình thời tiết để có những biện pháp ứng phó phù hợp theo đài CNN, Bộ Lao động Ấn Độ yêu cầu tất cả các bang và khu vực phải đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt là những người lao động ngoài trời và thợ mỏ, trong điều kiện nắng nóng gây gắt. Theo đó, những người này cần được cung cấp đầy đủ nước uống, túi chườm đá và được cho phép nghỉ ngơi thường xuyên. Nhà chức trách tại các bang cảnh báo người dân chú ý sức khỏe, uống đủ nước, mặc quần áo thoáng và tránh ăn thức ăn đường phố trong những ngày này. Ông Ramesh, tổng giám đốc bộ phận khí tượng học tại cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết một số bang của Ấn Độ đã bắt đầu cho phép đóng cửa trường học trước 13 giờ. Các cơ quan nhà nước chỉ hoạt động trong khoảng từ 7 giờ đến 13 giờ. Đồng thời, nhiều bang cũng khuyến nghị người cao tuổi và thanh niên ở trong nhà từ 11 giờ đến 15 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.